hàng nguyên siêu nha. Đấy, Passport Event S2 cái. Trên một cái mixer mini có 6 lai vào, một tai Bluetooth này. Còn cái input này dùng cho 2 cộng, 1 cộng 6 ly và cộng Canon. Chúng ta muốn cái đầu ra của cái loa bên kia lớn hơn bên này hay là nhỏ hơn bên này thì là ở cái volume tổng này. Hello tất cả mọi người, hôm nay thì An sẽ đập thùng Fender 375W ha. Cái loa này thì một anh khách của An mua rồi. Thì hôm nay An chỉ tới khui đập thùng thôi. Thì anh ấy cũng tham khảo qua nhiều dàn hát rồi, nhưng mà khi mà nghe An chơi cái dàn này rồi á, là kết quá chịu không nổi, là An tư vấn qua cái dòng này luôn. Thì hiện tại á, nói về công năng đa năng của cái loa này thì hiện tại là khó có một dàn âm thanh nào mà dưới 30 triệu có thể làm được nha. Đó, thì cái bộ này nó chỉ có hơn 20 triệu xíu thôi. Ok, bây giờ anh sẽ khui ra cho mọi người xem nha. Anh cái siêu nha, cái khẩu này em quốc tế hơn. Thì anh có thể thấy bút cho em được rồi. Anh xem. Đấy, Passport Event S2, cái này series 2 ha, 375W. EU. Cái dòng loa này nó cũng về Việt Nam khá là nhỏ giọt, nó không được nhiều đâu. Ai mà đã từng nghe qua cái âm thanh của cái dàn loa này bên ngoài đảm bảo sẽ ghiền. Rồi. Quá đẹp rồi phải không? Quá gọn gàng. Anh khách mua trẻ gót cho nên khách đứng lên mà. Khách này là khi qua nghe dàn qua anh chơi xong phát là chốt liền luôn, chốt trong đêm luôn. Quá khủng. Đẹp quá ha. Thực ra vừa rồi anh có thanh lý lại 2 bộ nhưng mà hết rồi, không còn hàng nữa. Ok, này khui vậy ha. Thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn anh xài luôn. Sẵn là làm video quay cho mọi người xem. Ok, rất là gọn gàng. Đó. Này nó nặng khoảng 2 mấy ký. Ok. Đây. Bộ chính của nó là cái này là bộ điều khiển ha. Nó tương đương như một cái mixer mini. Có 6 lai vào, 1, 2, 3, 4, 5 và 6 ha. Cái phần này là để xài Bluetooth này. Nguyên cây này. Này là mono, mono input. Mono thế nhạc cụ thì chúng ta cắm mono được rồi. Còn input này dùng cho 2 cộng, 1 cộng 6 ly và cộng Canon ha, cộng Canon là cộng chuyên nghiệp á. Cái này là layout. Nếu như cái này chúng ta có một cái súp á, mua thêm một cái súp cái loa này, nếu mà các bạn chơi ngoài trời hoặc chơi ở cái diện tích lớn hơn là muốn cho nó đạt hiệu suất cao á, thì chúng ta đấu thêm một cái súp nữa ha. Đó, đây là cái cổng súp. Đấy, cái cổng mono out. Đây, chúng ta có thể link cái này qua một cái loa tương tự như vậy, hoặc là qua một cái loa khác. Đấy, gọi là line out ha. Hoặc là qua cổng 3.5. Đó. Còn cái này là cái level của cái line out này. Chúng ta muốn cái đầu ra của cái loa bên kia lớn hơn bên này hay là nhỏ hơn bên này thì là ở cái volume tổng này. Rồi, phía sau. Phía sau nó thì đây nó có cái jack này là đầu ra của hai cái loa left right. Rồi, đây là cái công tắc nguồn, và cái này nó mặc định là dùng điện 220V luôn ha. Trong này có một cái hộp đựng đồ rất là gọn. Đây là jack dây zin nhá. Đó, zin nhá. Cái này là nguồn, dây nguồn. Rồi, cái này khá là rộng cho nên chúng ta có thể bỏ thêm một bộ mic ở đây được. Thì An vẫn hay bỏ thêm một bộ mic ở đây. Bộ mic không dây. Cái mic mà có cổng USB, cổng 6 ly mà nó có dùng xài pin đấy các bạn. Ok, giờ lấy ra lắp luôn nhá. Cái dây này dây chống rối. Ta cuốn thoải mái, nó không có bị rối đâu. Mà xài chú ý xài xong cất nha, bỏ ngoài chuột hay cắn. bị cắn một lần rồi. Đồ thơm mà chuột hay cắn. Ha. Thì cái này là nó chỉ có một cái nút để mà thể hiện Bluetooth thôi. Kết nối ở đây thì đồng nghĩa với việc là tất cả những cái chức năng ở cái hàng này phụ thuộc vào cái thằng volume này ha. Phụ thuộc vào cái bộ mixer trên này. Thì nó có, đây là tín hiệu nó nhận rồi này. Ai đã kết nối rồi ha. Đẩy lên, là đây volume tổng này. Cái này là tổng chung với hết tất cả. Cái reverb này là khi chúng ta hát mới bật lên thôi nha.
À, khi nào hát thì mới vặn lên thôi. Nó có revert hết luôn, cái nào cũng có. Cái này chúng ta vặn đừng bao giờ cho nó lên xài đỏ liên tục thôi. Còn nó chạm đỏ thì không sao hết. À, chạm đỏ thì không sao. Nhưng mà nếu mà đỏ liên tục thì không tốt. Hay không sao. Nếu mà đỏ liên tục thì không tốt. Ok ha, chạm đỏ thì không sao. Nhưng mà nếu mà nó đỏ liên tục, ở cái mức cao có liên tục thì nó không tốt thôi. Thực ra cái loa nó vẫn chịu được, nhưng mà sẽ không tốt ha. Ok, rồi à, nếu mình có mic thì mình cắm vào đây. Hoặc là có guitar, mình cắm những cổng này đều do mình tùy chọn. Rồi, bây giờ thử cái mic luôn đi ha. To lắm. Nhưng mà mình vừa xem vừa hát rồi. 1, 2, 2, 2, 2. Đó, cái bộ reverb nó hay không? Cái reverb đó là càng lên là càng ấy. Đúng rồi, càng vang. Càng vang rồi. Đó, thì một người nào hát dở thì mình đẩy này lên. Còn người hát hay thì mình bớt lại. Bớt lại. Để người ta cho người ta thể hiện giọng, đúng rồi. 1, 2. Đó, hát dở cứ đẩy hết lên luôn. 1, 2. Bát chép, chép ta chép này. 1, 2, 1, 2, 2. Canon cũng được, mà cái thiệu cái này này, cái này mình cắm sang bên này cũng được luôn. Đó. À, được hết. Có thằng CR1 không được như vậy nha.